đi dọc theo bãi biển xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là đoạn qua địa bàn thôn 1, ghi nhận hàng loạt địa điểm dưới tán rừng phòng hộ và các gền đá đã bị biến thành nơi chứa rác thải sau hoạt động vui chơi giải trí của các nhóm du khách đến đây. Trong đó nhiều nhất là các loại túi ni lông, đồ nhựa, hộp và vỏ bánh kẹo, vỏ bao thuốc lá, vỏ lông bia, nước ngọt, vân vân nhiều nhóm du khách thiếu ý thức còn tự ý gom cành và lá cây khô ghép đá để làm bếp rồi nhóm lửa nấu thức ăn ngay dưới tán rừng cây phi lao phòng hộ chỉ cần một sơ sảy nhỏ là có thể gây ra hậu quả cháy rừng nghiêm trọng ngoài ra một số người dân cũng mang bao chứa rác thải đến khu vực này vứt ngổn ngang bốc mùi hôi thối khó chịu nhiều người dân ở xã cảm lĩnh cho biết khu vực bãi biển này chưa được quy hoạch phát triển du lịch nhưng có nhiều bãi đá tự nhiên hoang sơ rất đẹp, nước biển trong xanh, nhiều rừng cây mát mẻ nên du khách từ các nơi đi xe máy và ô tô đến khá đông, nhất là vào dịp cuối tuần, dịp lễ. Ông Nguyễn Như Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh cho biết, Chính quyền địa phương đang yêu cầu các chủ hộ quán kinh doanh dọc bãi biển không chỉ đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực kinh doanh của mình, mà còn phải có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở du khách đảm bảo vệ sinh chung ngoài ra xã cũng sẽ thường xuyên đi tuần tra để tuyên truyền nhắc nhở du khách nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên phòng chống cháy nổ trong cao điểm thời tiết nắng nóng